chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Giới tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ, người tuổi Bính Thìn sinh 1976 ôm lộc phú quý, hốt về tiền tỷ, đúng 7 ngày tới phất lên giàu làm đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, vận mệnh của mỗi người đã được định sẵn từ trước, nhưng không phải là không thể thay đổi được. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Điều này có nghĩa là con người có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của mình thông qua hành động và quyết định của mình. Đối với những ai thuộc tuổi Bính Thìn sinh 1976 có lẽ đang đối mặt với những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Trách nhiệm với gia đình và áp lực từ người ngoài có thể làm cho họ cảm thấy như đang bị vùi dập. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ có mây đen mà còn có ánh sáng. Quan trọng nhất là Bính Thìn cần nhận ra rằng sự thay đổi trong cuộc sống không chỉ phụ thuộc vào vận mệnh mà còn phụ thuộc vào cách Bính Thìn đối diện và xử lý với những tình huống khó khăn. Bằng cách nỗ lực, kiên nhẫn và sự thông minh, Bính Thìn có thể vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về tử vi của người tuổi Bính Thìn sinh 1976, đúng 7 ngày tới. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Bính Thìn có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này. Cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn hơn. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của những người tuổi Bính Thìn sinh 1976 có thể được ví như một hành trình dài đầy gian truân và thử thách. Từ khi còn trẻ, họ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí nhiều khi tưởng chừng như gục ngã giữa những biến động của cuộc đời. Bính Thìn sinh ra với bản tính mạnh mẽ, kiên cường và đầy ý chí, nhưng chính vì thế mà cuộc đời lại càng thử thách họ nhiều hơn, buộc họ phải không ngừng chiến đấu. Giai đoạn tuổi trẻ của người tuổi Bính Thìn thường không mấy suôn sẻ, họ không ngại khó ngại khổ. Nhưng vì số mệnh không thuận lợi nên nhiều lúc công việc, tài chính hay thậm chí cả tình cảm cũng gặp không ít trắc trở. Những vấp ngã trong công việc, những mối quan hệ rạn nứt hay đôi khi là sự thiếu hụt về tài chính khiến Bính Thìn nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, người tuổi Bính Thìn chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Qua mỗi lần vấp ngã, họ lại đứng lên với ý chí mạnh mẽ hơn. Sự kiên trì và nhấn mạnh của họ dần dần được đền đáp. Đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của Bính Thìn bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn. Công việc tuy không phải là quá đột phá nhưng đã đi vào ổn định. Họ dần có được những thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù đôi khi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đến giai đoạn hiện tại, người Bính Thìn đã dần hiểu ra một chân lý quan trọng trong cuộc sống. Biết đủ sẽ hạnh phúc, họ đã trải qua nhiều thăng trầm, biết thế nào là đủ để không còn phải đua tranh với đời, dù có thể không giàu sang. Không phải là người có nhiều của cải, nhưng với họ, sự bình yên trong tâm hồn, sức khỏe và những mối quan hệ tốt đẹp mới chính là tài sản vô giá. Khi đã biết đủ, người tuổi Bính Thìn nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc có nhiều hay ít mà ở cách họ nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rằng, so với nhiều người khác, họ vẫn còn nhiều may mắn và phước lành, sự an lạc trong tâm hồn, niềm vui từ những điều giản dị hàng ngày cùng với tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, đó mới là điều đáng trân quý nhất. Tuổi Bính Thìn sinh 1976 đã trải qua một cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng qua những thử thách ấy, họ đã học được bài học quý giá, biết đủ là hạnh phúc. Giờ đây, họ có thể nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và sự thanh thản, bởi họ đã có đủ để sống, đủ để vui và đủ để yêu thương. Tuổi Bính Thìn sinh 1976 cầm tinh con rồng,
đứng thứ 5 trong số 12 con giáp. Người tuổi Bính Thìn sinh 1976 thuộc mệnh thổ, sa trung thổ, đất lẫn trong cát. Những người tuổi Bính Thìn rất thông minh, trung thực và kiên nhẫn. Họ dịu dàng trong cách cư xử, siêng năng trong công việc, độc lập trong cuộc sống, có sự nhiệt tình và quyết tâm để làm tốt mọi việc. Họ có khả năng làm việc, quản lý xuất sắc và ý kiến sáng tạo. Vì vậy, họ được sinh ra với khả năng lãnh đạo về những bất lợi. Họ luôn đáp ứng theo tình hình, do đó họ không có khả năng dính vào các vấn đề chính của nguyên tắc. Điều này có xu hướng để lại cho mọi người một ấn tượng không đáng tin cậy. Họ không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh sa trung thổ, tức là đất pha cát. Sự kiên định chính là một trong những tính cách nổi bật của những người mệnh thổ. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ quyết chí thực hiện cho đến cùng, mặc cho bất cứ khó khăn nào xảy đến. Tuổi Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa xông lại đâu vào đấy, con người bộc trực, thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng. Trong cuộc đời của mình, không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận. Họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Bính Thìn nên sống xa quê quán sẽ tốt hơn. Người tuổi này được thừa hưởng, thừa kế của ông bà cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có. Họ rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bã với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đạt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn, áo mặc, được hạnh phúc đủ đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời Bính Thìn rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang, quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Nam mệnh tuổi Bính Thìn là người có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết. Khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió,
Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài chính. Có điều, tuy họ biết cách quản lý nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên, nếu muốn dành dụng tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Nữ mệnh tuổi Bính Thìn là người rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành. Vì vậy, bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí. Không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách, ăn mặc không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ giấy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trong bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn 1976. Xem tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn cho thấy bản mệnh sẽ bước vào một hành trình đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị. Với sao quan đế nhập mệnh, bạn sẽ cảm nhận được một làn sóng năng lượng mới, mang đến sự độc lập và tâm trạng lạc quan trong mọi tình huống. Những thử thách hiện ra không chỉ là rào cản mà còn là những cơ hội quý giá để bạn khẳng định bản thân và vươn lên trong những khoảnh khắc khó khăn. Tuổi Bính Thìn như một con rồng mạnh mẽ không ngừng bay lên. Mỗi lần phải đối mặt với gian nan, bạn sẽ rút ra được bài học quý giá, từ đó phát triển bản thân hơn nữa trong con đường sự nghiệp. Bên cạnh đó,
bạn cũng trở thành nguồn động viên cho những người xung quanh cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Sự gắn kết và sẻ chia không chỉ giúp bạn, mà còn làm cho tình cảm và tinh thần của mọi người xung quanh bạn thêm bền chặt. Với bản tính nhạy bén và khéo léo, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi thử thách đều có thể trở thành cơ hội vàng. Năng lượng tích cực trong sự nghiệp đang bao quanh bạn như một luồng khí mới, tiếp sức cho những kế hoạch đang chờ ngày tỏa sáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và để mọi thứ tự nhiên phát triển. Sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Đặc biệt trong thời điểm này, sự xuất hiện của các cát tinh sẽ là trợ lực mạnh mẽ cho sự nghiệp và tài lộc của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những cú bứt phá ngoạn mục. Đúng 7 ngày tới này, những thành quả mà bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Đừng ngần ngại đặt ra những mục tiêu lớn, bởi bạn đang đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh. Đúng 7 ngày tới này hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy hứa hẹn cho tuổi Bính Thìn. Hãy mạnh mẽ, tự tin và luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Mọi thử thách đều có thể trở thành bậc thang, giúp bạn leo cao hơn và bạn hoàn toàn có thể tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, trong khía cạnh tình cảm, thời điểm này có thể đem lại nhiều dấu hiệu bất ổn. Ngũ hành xung khắc có thể khiến cảm xúc của bạn trở nên mãnh liệt và hỗn loạn hơn bình thường. Hãy cẩn trọng và không để cảm xúc lấn át lý trí. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa lý trí và trái tim sẽ là chìa khóa giúp bạn xây dựng những mối quan hệ bền vững. Đôi khi, một chút khoảng lặng để suy ngẫm sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn con đường mình đang đi. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh 1976, đúng 7 ngày tới. Xét về phương diện công danh sự nghiệp đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 7 ngày tới, tuổi Bính Thìn sẽ nhận được những tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Giới nhất bạch nhập cung chính nam mang đến những cơ hội rực rỡ. Đây là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận được sự nâng đỡ từ vũ trụ, giúp bạn vượt qua những trở ngại tưởng chừng như khó khăn. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của bạn sẽ không bị lãng phí mà sẽ được ghi nhận vào phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp không đến dễ dàng. Trên hành trình chinh phục ước mơ, bạn sẽ phải đối mặt với những giai đoạn khó khăn, những thử thách cần vượt qua. Đây không phải là điều xấu mà là những bài học quý giá để bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình. Bạn sẽ nhận ra rằng mỗi trở ngại không chỉ đơn thuần là một rào cản, mà còn là một cơ hội để khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Khi đối diện với khó khăn, trái tim bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và hy vọng mới. Mỗi điều ước, mỗi khát khao trong bạn sẽ có cơ hội thành hiện thực. Những ai theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp sẽ không chỉ nhận được sự ghi nhận từ người khác mà còn từ chính bản thân mình. Cảm giác hạnh phúc khi đạt được điều gì đó mà mình đã nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ là phần thưởng lớn nhất. Nhìn chung, năng lượng của tuổi Bính Thìn đúng 7 ngày tới này đang mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Đây là thời điểm để bạn khẳng định bản thân, giữ vững sự độc lập và không để những ý kiến bên ngoài làm lung lay quyết tâm của mình. Hãy cho phép bản thân thể hiện những gì bạn thực sự muốn, từ việc thăng chức, tăng lương, cho đến việc tìm kiếm những cơ hội mới để học hỏi và mở rộng kiến thức. Hãy nhớ rằng, sự thành công không chỉ đến từ những điều lớn lao mà còn từ những bước đi nhỏ bé nhưng kiên định, dù là trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Nếu bạn giữ vững niềm tin vào bản thân và quyết tâm hướng về phía trước, bạn sẽ không chỉ vượt qua mọi thử thách mà còn tạo ra những điều kỳ diệu trong sự nghiệp của mình. Đúng 7 ngày tới này sẽ là một hành trình đầy hứa hẹn cho tuổi Bính Thìn. Hãy tự tin bước vào tháng mới với lòng kiên định. Bạn hoàn toàn có khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Nhớ rằng, trên con đường sự nghiệp, không có gì là không thể nếu bạn quyết tâm và nỗ lực hết mình. Xét về phương diện tài lộc đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 7 ngày tới, tài lộc của tuổi Bính Thìn sẽ nở rộ như những bông hoa vào mùa xuân. Chính tài mang đến cho bạn một dòng chảy tài chính dồi dào, mở ra vô vàn cơ hội đầu tư sinh lợi. Hãy mở rộng đôi mắt của mình và nắm bắt những cơ hội quý giá, từ lĩnh vực bất động sản đầy tiềm năng đến những ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ hoặc thậm chí là thị trường chứng khoán đầy biến động. Tuy nhiên, đừng chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận cơ hội. Sự thành công sẽ đến khi bạn biết cách hành động. Với khả năng nhạy bén và tư duy sáng tạo của mình, bạn sẽ có thể phát hiện ra những điểm mạnh trong các lĩnh vực khác nhau, giúp tài sản của mình tăng trưởng một cách đáng kể.
Thời điểm này cũng hứa hẹn sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Những ai làm công ăn lương sẽ dễ dàng nhận được thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Đây chính là thời điểm để bạn khẳng định giá trị bản thân và mọi công sức bạn bỏ ra sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng. Mặc dù tài chính đang trên đà phát triển, nhưng hãy nhớ rằng sự khiêm tốn và giản dị vẫn là những yếu tố quan trọng. Chớ nên vội vã khoe khoang về những thành công tài chính. Duy trì một lối sống vừa phải và tiết kiệm sẽ giúp bạn xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt người khác. Đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để tiêu xài hoang phí hay thực hiện những khoản mua sắm lớn, dù đã đạt được những thành công bước đầu. Đừng quên sự khôn ngoan trong việc lập kế hoạch tài chính. Hãy xây dựng một chiến lược chi tiết và tỉ mỉ để tích lũy tài sản một cách bền vững. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn bảo vệ và phát triển tài sản của mình trong tương lai. Đặt ra những ưu tiên rõ ràng và hãy nhớ rằng việc bảo vệ tài sản cũng quan trọng không kém việc kiếm thêm tiền. Đúng 7 ngày tới này hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn những cơ hội tài chính rộng mở và phần thưởng cho sự nỗ lực. Hãy đón nhận với tâm thế sẵn sàng, khôn ngoan và khiêm tốn. Một thời điểm này đầy hứa hẹn đang chờ đón bạn và bạn hoàn toàn có khả năng biến những giấc mơ tài chính của mình thành hiện thực. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 7 ngày tới này, bức tranh tình cảm của tuổi Bính Thìn hiện lên với những sắc thái đa chiều. Dù bạn là người độc thân hay đã có đôi, tình duyên sẽ gặp phải những thử thách mà nếu không tinh tế, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá cho trái tim mình. Những người tuổi Bính Thìn thường mang trong mình một cá tính mạnh mẽ, nhưng thời gian gần đây, bạn có thể thấy mình trở nên khép kín hơn. Đặc biệt đối với những ai còn độc thân, sự nhút nhát này khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển mối quan hệ. Có lẽ bạn đang tự hỏi liệu mình có thực sự cảm thấy cô đơn không. Dù bạn trân trọng sự độc lập, vẫn có những lúc trái tim bạn khao khát một người bạn đồng hành, một tâm hồn thấu hiểu và đầy yêu thương. Tuy nhiên, việc không thể mở lòng, không dám bộc lộ cảm xúc khiến con đường tìm kiếm hạnh phúc trở nên gập ghềnh. Đối với những người Bính Thìn đang độc thân, hãy nhớ rằng trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cần phát triển bản thân một cách toàn diện. Hãy dành thời gian để khám phá những sở thích mới, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hiểu rõ những gì bạn thực sự muốn. Từ một mối quan hệ tự tin và yêu thương bản thân chính là nền tảng vững chắc để bạn có thể mở lòng với người khác. Đối với những cặp đôi, năng lượng từ ngũ hành xung khắc trong thời điểm này có thể tạo ra những căng thẳng nhất định. Có thể bạn sẽ dễ dàng giận hờn để những bất đồng nhỏ nhặt trở thành những chiến tranh lạnh. Đây là lúc để bạn nhận ra rằng sự thấu hiểu và chia sẻ là chìa khóa để duy trì tình yêu bền vững. Hãy học cách bộc lộ cảm xúc của mình, nói ra suy nghĩ và mong muốn của bạn. Khi bạn không chia sẻ, người kia sẽ không thể biết được cách làm bạn hạnh phúc. Đúng 7 ngày tới mang đến cho tuổi Bính Thìn những bài học quý giá về tình yêu và mối quan hệ. Hãy mở lòng và mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình. Đừng quên rằng tình yêu không chỉ đến từ những người khác mà còn từ chính bạn. Khi bạn biết trân trọng và yêu thương bản thân mình. Xét về phương diện sức khỏe, đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Đúng 7 ngày tới, sức khỏe của tuổi Bính Thìn có thể gặp một số thách thức, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tình trạng mạch máu. Những mạch máu có nguy cơ khó thông suốt, có thể làm cho cơ thể bạn cảm thấy uể oải và sức khỏe tổng thể có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, việc duy trì một lối sống năng động là rất cần thiết. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày cho những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc các bài thể dục kéo giãn. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn giữ được sự dẻo dai cho cơ thể, mà còn tạo ra cảm giác thoải mái và sảng khoái cho tinh thần. Đặc biệt, với những ai làm công sở, việc ngồi lâu sẽ là kẻ thù số một của sức khỏe. Bạn hãy tự nhắc nhở mình thường xuyên đứng dậy đi lại hoặc đơn giản là đi lấy một cốc nước. Mỗi bước đi dù nhỏ cũng góp phần làm tăng lưu thông máu, giúp cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng. Bên cạnh việc vận động, đừng quên rằng việc chăm sóc bản thân là ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn cảm thấy có bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ thể, dù là nhỏ cũng đừng nên chủ quan. Lắng nghe cơ thể mình và hành động kịp thời sẽ giúp bạn tránh xa những vấn đề sức khỏe không mong muốn. Cuối tuần hãy dành thời gian cho những hoạt động thư giãn, có thể là đọc sách, thiền hay đơn giản là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung trời. Tất cả đều rất tuyệt vời để nạp lại năng lượng cho bản thân. Những giây phút thư giãn này sẽ giúp bạn phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp bạn sẵn sàng cho những thử thách phía trước.
Đúng 7 ngày tới là thời điểm mà tuổi Bính Thìn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Hãy chăm sóc bản thân với sự kiên trì và tận tâm. Đừng quên rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu. Việc duy trì nó chính là cách tốt nhất để bạn tự tin bước vào cuộc sống với năng lượng tràn đầy. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết đúng 7 ngày tới của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp cho quý bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Khởi đầu mới và nguồn năng lượng tươi sáng. Khi bước vào thời điểm này, tuổi Bính Thìn như được tắm mình trong một dòng chảy năng lượng tích cực, mạnh mẽ từ nhất bạch, mọi điều dường như rực rỡ hơn và bạn sẽ cảm nhận được sự khởi sắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt, sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu đi lên, mang đến cho bạn những cơ hội mới mẻ và hứa hẹn. Đây không chỉ là một thời điểm bình thường, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn hiện thực hóa những giấc mơ và hoài bão bấy lâu. Hãy dành chút thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ và lập danh sách những mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được. Đừng ngại ngần khi mạo hiểm, vì sự sáng tạo và dám thử thách chính là chìa khóa giúp bạn khai mở cánh cửa thành công. Hãy tin rằng, những ý tưởng mà bạn ấp ủ từ lâu giờ đây có thể trở thành hiện thực nếu bạn kiên định và quyết tâm trong công việc. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn tiến bước. Họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bạn tỏa sáng, nâng cao khả năng và vượt qua những rào cản mà trước đây có thể đã khiến bạn chùn bước. Hãy tự tin thể hiện năng lực của mình và đừng quên rằng, sự độc lập trong suy nghĩ và quyết tâm trong hành động chính là yếu tố quyết định để bạn mở ra những cánh cửa mới. Về mặt tình cảm, hãy dành thời gian để chú ý đến những mối quan hệ xung quanh bạn. Nếu bạn đang sống trong trạng thái độc thân, thời điểm này có thể là cơ hội vàng để bạn gặp gỡ những người mới và thú vị. Hãy mở lòng, cho phép bản thân chào đón những cảm xúc mới và đừng ngại giao lưu. Biết đâu trong những khoảnh khắc bất ngờ, bạn sẽ tìm thấy người đồng hành lý tưởng. Đối với những cặp đôi, hãy dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa sẽ giúp bạn thắt chặt mối quan hệ và hiểu nhau hơn. Hãy cùng nhau khám phá những điều mới mẻ hoặc đơn giản là cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hàng ngày để cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn. Đúng 7 ngày tới sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn một khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Hãy tận dụng năng lượng tích cực này để biến những ước mơ thành hiện thực và xây dựng những mối quan hệ đáng giá trong cuộc sống. Chắc chắn rằng, với sự quyết tâm và lòng dũng cảm, bạn sẽ tìm thấy thành công và hạnh phúc trong từng bước đi của mình. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Những thách thức và cơ hội mới khi bước vào thời điểm này, tuổi Bính Thìn sẽ nhận thấy mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn. Dù bạn đã rất nỗ lực đặt ra những mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho bản thân, cuộc sống đôi khi không diễn ra theo kế hoạch. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với những trở ngại bất ngờ có thể đến từ chính nội tâm hoặc từ những yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi đây chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng ứng biến và linh hoạt của mình trong giai đoạn này. Hãy chú ý lắng nghe tiếng nói bên trong của bản thân. Có thể bạn sẽ cảm thấy cần thời gian để suy ngẫm và đánh giá lại những gì mình đang theo đuổi. Đừng ngại thay đổi phương hướng nếu bạn cảm thấy điều đó là cần thiết. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những quyết định mà mình đưa ra. Sự tự tin sẽ là sức mạnh, giúp bạn vượt qua mọi thử thách và đạt được những điều mà bạn mong muốn. Về phương diện tình cảm, thời điểm này có thể sẽ xảy ra một số tranh cãi nhỏ với người yêu hoặc đối tác. Điều này hoàn toàn bình thường trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hãy nhớ rằng, giao tiếp là yếu tố quan trọng giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn. Đừng để những hiểu lầm nhỏ trở thành vấn đề lớn. Hãy bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành và lắng nghe những suy nghĩ của đối phương. Việc này không chỉ giúp bạn hiểu nhau hơn mà còn củng cố mối quan hệ. Hãy xem những tranh cãi như một cơ hội để bạn và người yêu hiểu nhau hơn. Có thể trong những lúc căng thẳng, những câu chuyện chưa được nói ra sẽ được lắng nghe và chia sẻ. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn. Hãy tạo điều kiện để cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn thay vì để nó chia rẽ bạn. Thời điểm này sẽ mang đến cho tuổi Bính Thìn những thách thức cần vượt qua, nhưng cũng đầy cơ hội để bạn phát triển và trưởng thành. Hãy kiên trì và giữ vững niềm tin vào bản thân, đồng thời không ngừng lắng nghe và điều chỉnh theo tiếng nói của trái tim.
Những khó khăn có thể là bước đệm để bạn tiến xa hơn và tình yêu sẽ trở nên ngọt ngào hơn khi được vun đắp từ những hiểu lầm và giải quyết xung đột. Quý khán giả thân mến, theo lời Phật dạy, con người sống ở trên đời không thể tự sinh tự dưỡng, tự trưởng, nên tất phải nhờ cậy đến người khác. Từ đó, sinh ra bốn ân đức lớn mà con người phải báo. Một là ân đức của cha mẹ ở trong trời đất. Cha mẹ là người sinh dưỡng giúp chúng ta đại thừa bản sinh tâm địa. Công lao của cha của mẹ cao như núi rộng, như bể, là ân đức lớn mà con người phải báo đáp đạo hiếu. Theo Phật giáo, biểu hiện ở ba điều phụng dưỡng cha mẹ, dâng đồ ăn ngon là tiểu hiếu, công thành danh toại. Làm rạng rỡ tổ tông để cha mẹ vui lòng là trung hiếu, dẫn đường cha mẹ rời xa phiền não, thoát khỏi sinh tử, tu thành đắc đạo là đại hiếu. Hai là ân đức của chúng sinh. Chúng sinh là hết thành những người có mối quan hệ hàng ngày với chúng ta, là người nông dân trồng ra cây lúa cho ta có gạo ăn, là người công nhân sản xuất ra sản phẩm cho ta tiêu dùng, là người làm dịch vụ để ta được hưởng tiện nghi, là người cho ta chút cơm ăn khi lỡ độ đường, người giúp ta trong cơn hoạn nạn, người chia sẻ với ta khi có niềm vui. Tất cả đều có ý nghĩa với cuộc sống của ta, giúp ta sinh tồn và trưởng thành. Nên cần ghi nhớ để đáp lại, hãy mang tâm từ bi mà đối xử với chúng sinh, gieo thêm nghiệp lành là báo ân lớn nhất. Ba là ân đức của quốc gia. Quốc gia không chỉ đảm bảo sinh mệnh tài sản cho ta mà còn là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi gắn kết cộng đồng, tạo thành tình cảm thân thiết và có sức lan tỏa. Vì thế, báo ân quốc gia là trọng trách của mỗi cá nhân. Phật dạy 7 điều báo ân quốc gia: tôn trọng pháp trị, tuân theo đúng pháp luật, trọng đãi người tài để phát triển quốc gia, quan tâm tới người yếu thế để toàn dân bình đẳng, điều hành bằng thiện tâm, chú trọng điều thiện với dân, coi trọng phát triển kinh tế để cải thiện đời sống ngoại giao, ôn hòa, lấy hòa bình là nền tảng trọng yếu, thi hành dân chủ chính trị. Thi hành dân chủ pháp trị đến quyết định toàn dân đến ích lợi. Chúng ta dựa vào quốc gia mà sinh tồn, cho nên hưng vong của quốc gia cũng liên quan tới hưng vong của bản thân và gia đình. 4 là ân đức của Tam Bảo. Tam Bảo cứu vớt chúng sinh, đưa đường chỉ lối cho con người đi về với Phật Pháp. Tam Bảo công đức vô lượng khôn cùng. Để báo đáp ân đức Tam Bảo, cần làm 3 việc: cung cấp, nuôi dưỡng Phật, dâng lễ cúng dường, xây dựng chùa chiền, học Phật tính. Phật cung cấp nuôi dưỡng Pháp học và truyền bá Pháp của Phật để chúng sinh cùng biết. Cung cấp nuôi dưỡng, tăng cúng dường, tặng đồ tôn trọng tăng không có 4 ân đức trên. Vì con người không thể tồn tại, nên đối với cha mẹ, chúng sinh quốc gia, Tam Bảo phải ghi khắc tâm can suốt đời báo đáp. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.